Anh em có thể thấy đây là một căn phòng bên em dành riêng để cho các kỹ thuật viên để dán phim cách nhiệt anh em nhá. Thì nó sẽ một cái phòng kín như này. Tại sao lại dán phim trong phòng kín ạ? Cái phòng kín như thế này sẽ đảm bảo cho anh em là cái môi trường không khí nó không bị gió này và thi công an toàn hơn, và nó sẽ ít hạn chế cái phần bụi cho anh em, và đủ cái tiêu chuẩn để mà dán phim. Thứ nhất là ánh sáng, và thứ hai là nhiệt độ phòng, và thứ ba là cái không gian bụi gió riêng nó sẽ không có, và hạn chế tốt nhất cái phần anh em dán nó có bụi li ti trên cái phần kính này. Đấy, về như cái xe này thì em đang dán nó là gói phim của Hàn Quốc. Thì anh em thấy đây không hoàn thiện xong thì anh em có thể thấy là cái độ riêng tư rất là cao và độ cách nhiệt nó rất là tốt nhá. Đấy, trước khi mà dán phim cách nhiệt thì bên em nó sẽ có một cái những cái dụng cụ test, cái phòng tủ test như này cho anh em này. Đấy, anh em đây có những cái tấm phim nó dán sẵn lên như này để test cho anh em xem là cái mẫu mã phim như nào, anh em sẽ được test thử trước sau khi em dán. Đấy, anh em đồng ý ưng ý rồi thì bắt đầu em sẽ tiến hành thi công và dán cho anh em. Đây, như cái chiếc xe này thì bên em thì có kỹ thuật viên em đang dán rồi, đã sắp xong rồi, chỉ còn mỗi kính lái nữa thôi là hoàn thành cái gói phim cho chiếc chủ xe, mà chị chủ xe này, và cái gói phim này bảo hành cho anh em lấy tận 10 năm. Đấy, bất kỳ vấn đề gì xảy ra như bong chóc phồng rộp này, bay màu, bay mùn phim này, thì bên em sẽ chịu trách nhiệm dán lại cho anh em trong vòng 10 năm đấy. Và cái anh em đi 8-9 năm rồi mà bị tình trạng lỗi với em qua, bên em vẫn dán cho anh em nhé. Và đây, dán tất cả dán phim sẽ là dán bên trong. Đây, anh em thấy chị dán phim em đang gạt nước để mà dán phim đây. Và khi dán phim thì nó sẽ có những cái đấy, nhiều anh em cũng có hỏi là nếu mà dán phim thì dán bằng cái gì và sử dụng bằng cái nước gì, nên nó sẽ có dung dịch dán phim riêng nhé. Đấy, dùng dán phim riêng để dán cho bạn bảo bảo cái bộ phim của anh em nó hoàn thiện tốt nhất. Anh em nào mà đang phân vân mà chưa có cái chưa tìm hiểu được cái dòng phim nào, hoặc là đang muốn có nhu cầu dán phim ấy, thì hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay để bên em tư vấn và dán cho các bác. Cảm ơn các bác.